Dạ vâng ạ, kính thưa quý vị, những người từng nhận lời chương trình đã và đang nhìn thấy phái đoàn của gia đình họ nhà trai đang chuẩn bị các nghi lễ thủ tục để di chuyển về phía trung tâm bên đài sân khấu của gia đình họ nhà gái chúng ta trong buổi sáng ngày hôm nay. Và xin được trân trọng kính mời đến các cụ, các ông, các bà chúng ta là thành viên đại diện cho phái đoàn họ nhà gái đã được cả gia đình ủy nhiệm là những người làm công tác đại diện đón tiếp phái đoàn họ nhà trai. Thì quý vị chúng ta di chuyển về phía cổng hoa lễ đài sân khấu để làm công tác đón tiếp thật là chú đáo. Xin được trân trọng kính mời. Và kính thưa quý vị, những người thực hiện chương trình đã và đang nhìn thấy ở tất cả quý vị đại biểu, quý vị khách quý là thành viên đại diện cho gia đình họ nhà trai chú Tử Hoàng Quân là xin được trân trọng kính mời các cụ, các ông, các bà chúng ta di chuyển trở về phía trong nhà. Một lần nữa xin được trân trọng kính mời đến vị đại diện trưởng đoàn gia đình họ nhà gái. Chúng ta sẽ mời đến tất cả các cụ, các ông, các bà là bậc lớn tuổi, là bậc cao niên, chúng ta di chuyển trở về phía trong nhà. Và tại trung tâm đến đài sân khấu thì dành tặng cho tất cả quý vị đi biểu, quý vị khách quý và dành tặng cho những người bạn của cô dâu và chú rể. Xin được trân trọng kính mời ạ. Một lần nữa xin được trân trọng kính mời đến sự hiện diện của các cụ, các ông, các bà chính là những thành phần đại diện lớn tuổi. Chúng ta di chuyển trở về phía trong nhà với những hàng ghế thật là trang trọng mà phái đoàn của gia đình họ nhà gái đã chuẩn bị chào đón. Xin được trân trọng kính mời. Và tại trung tâm đến đài sân khấu thì những hàng ghế thật là trang trọng chào đón đến sự hiện diện của quý vị đi biểu, quý vị khách quý và những người bạn của cô dâu chú rể. Xin được trân trọng kính mời ạ. Có lẽ rằng sau khi được sự cho phép từ phía hai vị trưởng đoàn thì xin mời cô dâu chú rể chúng ta di chuyển trở ra trung tâm lễ đài sân khấu. Và kính thưa quý vị, người ta từng nói rằng kết hôn chính là dấu mốc và quan trọng nhất của mỗi con người. Và khi mà đôi trai tim non đã hòa chung nhịp đập thì quý vị chúng ta đang được nhìn ngắm hình ảnh đẹp nhất của cô dâu chú rể và chúng ta đang được chứng kiến chú rể Hoàng Quân trong bộ lễ cưới thật là sang trọng lịch sự. Và đương nhiên rồi song hành bên cạnh chú rể là cô dâu Kiều Trang trong bộ váy cưới thật là kiêu sa, lộng lẫy và xinh đẹp. Kính thưa quý vị đại biểu, quý vị khách quý thân mến, và đúng rằng đủ nắng thì hoa sẽ nở, đủ gió thì mây sẽ bay, và đủ yêu thương thì hạnh phúc sẽ đong đầy. Yêu và được yêu, đưa cùng một nửa chân ái của mình dạo bước trên thanh thang đời người, đó quả là một món quà vô cùng quý giá mà tạo hóa đã ban tặng cho chúng ta. Hôm nay thứ tư ngày 6 tháng 12 năm 2023, tức ngày 24 tháng 10 năm Quý Mão là ngày lành tháng tốt. Và tại tư gia của gia đình họ nhà gái trong không khí vui tươi, trong khán phòng ngập tràn hạnh phúc, ban tổ chức long trọng tuyên bố đại lễ vô quy của cô dâu Kiều Trang sánh duyên cùng với chú rể Hoàng Quân chính thức được bắt đầu à. Một tràng vỗ tay thật lớn của quý vị để chúc mừng cho cô dâu và chú rể à. Và ngay sau đây, trân trọng mấy bước chân lên lên đài sân khấu. Những người được tôn vinh đó chính là bố mẹ đến sinh ra cô dâu Kiều Trang cũng như là bố mẹ vợ của chú rể Hoàng Quân là xin được trân trọng kính mời. Xin mời ông bà Trình Lý là bố mẹ thân sinh ra chú rể cô dâu Kiều Trang bước lên đến đài sân khấu để dành tặng cho hai con những món quà thật là ý nghĩa. Xin được trân trọng kính mời. Cái này chính là người cha và mẹ của cô dâu cũng trở về đến đài sân khấu. Và đặc biệt niềm hạnh phúc lớn lao nhất của những người làm cha làm mẹ là được chứng kiến những người con của mình khôn lớn trưởng thành, lập thành gia thất. Và ngày vui trọng đại của hai con thì bố mẹ có những món quà để chúc cho các con được trăm năm hạnh phúc. Và thay lời cho cô dâu chú rể thay lời cho cô dâu chú rể xin được kính chúc bố mẹ sẽ luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Và sau món quà của bố mẹ là món quà của em trai cô dâu, đó là em hai cũng trở về đến đài sân khấu để có món quà. Vâng ạ, chúc mừng hạnh phúc cho anh chị. Và thay lời cho cô dâu chú rể, anh chị xin được cảm ơn món quà của em và chúc cho em sẽ luôn luôn mạnh khỏe, học giỏi và thành công trong cuộc sống. Xin được cảm ơn rất nhiều. Và xin mời đại gia đình chúng ta trở lại đến đài sân khấu để chụp ảnh lưu niệm. Xin được trân trọng kính mời chúng ta trở lại lễ đài sân khấu để chụp ảnh lưu niệm gồm có ông bà bố mẹ và anh chị em ruột của cô dâu. Chúng ta cũng trở lại lễ đài sân khấu để chụp ảnh lưu niệm ạ.